lồi và lõn. Sẹo đây. Rồi. Ok, cài vào. Con lồi này hay là xích nó vào nhỉ? Chứ mà không. Rồi. Sẹo và lõn. Vội lắm, hôm nay sẹo vội lắm. Cặp chó bản đã chứng nhận giống F0, sẹo và lõm. Cái nó quấn được. Đi xuống dưới kìa. Lõm thì rất là to con. Con cái rất to. Hy vọng là cái đàn này, đàn F1 đầu tiên này sẽ thuận lợi. Sẹo thì cân nặng nó cũng rơi vào khoảng tầm 25-26 cân. Là cái mức cân, nó ở cái mức tầm cao và tầm cân tối đa của con mông cọc. Trong nhà đấy. Thôi đi, người ta đi qua liên quan gì mà gừ. Trong nhà. Đó. Này nó đều rất là quấn người. Còn lõm này cái nó đẻ rồi cho nên là cái bề ngang của nó rất là dày. Người nó dày, người nó tròn người. Nên nó nặng cân. Bề ngang của nó còn to hơn con đực. Con đực này to con chứ. Con cái bề ngang của nó còn dày hơn là con đực. Người nó lực. Hai đứa chơi với nhau một tí đi. Này thì nó bám chủ lắm. Ra đây gãi nhá. Okay. Nào. Kệ nó đi. Cả con đực cả con cái nó đều bám. Không gãi thôi, gãi là nhau vào ngay. Lõm. Này. Người to một gang tay không hết này, mà gang tay này là 23 phân. To gang tay luôn. Quá xinh. Quá xinh luôn. Con sẹo nó muốn vào chuồng rồi. Góc tàu.